Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia một chương trình nay góp điền phơm nhận 40 tốc cần có ký hiệu là ULI. Một tốc cần ULI bằng 0.1 ETH nghe tất cả anh em. Bằng 0.14 ETH. Con này một tốc cần này đã list lên sàn Uniswap nghe tất cả anh em. Để tham gia dán các bạn click phần link mô tả mình, các bạn mở cái trình duyệt ra nghe tất cả các bạn. Các bạn đầu tiên các bạn join vào một cái kênh Telegram channel của nó này các bạn. Tại chương này theo world thì nó để lộn thôi các bạn ơi. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow theo world nè. Tiếp tăng 4 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó chuyển đến trang theo world của mình nè. Con này nó mà về một cái không biết là sao. Cứ làm đi các bạn. Biết đâu nó về một cái là vô mánh nha các bạn. Rồi tới trang server của nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Bài game nó đâu các bạn. Rồi các bạn đi like hai bài đi nha các bạn. Rồi các bạn đi tiếp với comment 4 người bạn bày dự án đậu nha các bạn. Nè các bạn, quan tâm vào 4 người bạn nha các bạn. Các bạn chích dẫn tweet nè. Vì còn các bạn tăng 4 người bạn của mình vào các bạn. VS rồi gạch cái a cộng tiếp tục nha bạn. Rồi nghe tất cả các bạn tăng 4 người bạn rồi bạn test lại. Các bạn cứ nghĩ chơi thì cũng như may mắn cái sàn Uniswap đi các bạn ơi. Biết đâu nó cũng mình may mắn như cái sàn Uniswap được. Có người nhận được 1-2 ngàn đô, 3-4 ngàn đô. Ghê thiệt. Rồi xuống đây thì các bạn xuống nhiệm vụ thì các bạn chọn giùm mình câu B nha các bạn. Đáp án 2 cũng câu B luôn. Đáp án 3 các bạn cũng chọn câu B luôn các bạn. Rồi các bạn mở cái trang Shader mình ra. Các bạn copy cái link tweet hồi nãy nha các bạn. Các bạn mở trang Shader ra nè. Vì cái video này mình hướng dẫn chậm chậm cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi nhấp vào trang cá nhân của mình nè. Các bạn nhấp vào một hồ sơ. Rồi các bạn chờ một chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn qua tờ quiz cho trả lời nè các bạn. Các bạn lướt xuống. Các bạn nhấp vào một chia sẻ các bạn ai góp của nó nè. Các bạn sao chép đến theo word nè các bạn. Con này mà nó về có biết sao các bạn ơi. Rồi các bạn mở lên nha. Rồi các bạn bắt vào đường link gì quiz nè qua theo word nè các bạn. Các bạn bắt ở đây nè các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn điền lại cái username theo word của mình nha các bạn. A còng win VNNH9 này các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn điền cái địa chỉ username theo word Telegram của các bạn. Các bạn vào setting copy cái username Telegram của mình các bạn. Bạn nào mới tạo Telegram thì nên tạo một cái username nha các bạn. Rồi xuống đây là nó hỏi là xuống đây thì các bạn điền dùm cái username của mình là A còng chết bà cái máy sắp hết pin rồi từ a còng anh 1133 nha các bạn. Rồi username theo word của mình thì nếu username theo word thì các bạn điền a còng win nha các bạn VNNH9 nha các bạn. Rồi xuống đây các bạn điền username Telegram của mình là a còng nha các bạn anh 1133. Rồi các bạn copy cái địa chỉ ETH các bạn gỡ nha các bạn. Vậy video chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình. Máy mình sắp hết pin các bạn ơi.